Sáng nay 22 tháng 9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028. Các đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hồ Dâm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Yang Grine Cần Nơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã đến dự. Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân được tổ chức thực hiện với nhiều nội dung hình thức phong phú. Liên hiệp hữu nghị tỉnh đã tham gia đón tiếp 58 đoàn khách với hơn 312 lượt khách đến làm việc, giao lưu, tìm hiểu và đặt quan hệ hợp tác. Vận động được 9 dự án về xây dựng trường học, 12 nhà tình nghĩa và một chương trình khám, phát thuốc miễn phí với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Vận động và triển khai 16 khoản viện trợ dự án, phi dự án với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Dâm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định đối ngoại nhân dân thực sự là một trong ba trụ cột của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa địa phương với các đối tác nước ngoài, phát huy tiềm năng lợi thế của đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế của địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, mở rộng quan hệ và hợp tác với các lực lượng chính trị, xã hội và nhân dân các nước, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ, ủng hộ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 33 đồng chí, khuyết 3 đồng chí. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Dâm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho đồng chí Đinh Tiến Dũng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020. Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh, gọi tắt là Đoàn kiểm tra 611, vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Krông Anna. Trong lần kiểm tra này, đoàn đã làm việc kiểm tra thực tế tại Ủy ban Nhân dân hai xã Đô Cà Măng, Băng A Đờ Đên, kiểm tra việc thực hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện và đối chiếu thực tế tại từng phòng ban chuyên môn của Ủy ban Nhân dân huyện Krông Anna. Kết quả cho thấy công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Krông Anna thời gian qua đã được thực hiện thường xuyên và đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành các kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao về công tác cải cách hành chính, công tác chỉ đạo điều hành thực hiện tốt, có sự sát sao của người đứng đầu cơ quan hành chính từ huyện đến xã, việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật của huyện, thực hiện theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục quy định. Các chỉ số thành phần như cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công được thực hiện đúng quy định. Về lĩnh vực xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính quyền số, huyện đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng. 100% chứng thư số được cấp cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã và các phòng ban. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, trong đó đáng chú ý là việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đất đai liên thông do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Anna tiếp nhận. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa bố trí khu vực máy tính có kết nối mạng, mass scan dành cho tổ chức cá nhân đến giao dịch. Trong thời gian tới, huyện Krông Anna cần tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cấp xã, chỉ đạo cán bộ công chức viên chức rà soát cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức đạt tỷ lệ 100% theo quy định. Theo chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, đến năm 2025 sẽ tiết kiệm 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc và đến năm 2030 sẽ tiết kiệm 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng. Thực hiện chương trình này, ngành công thương Đắk Lắk cùng với các cấp chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho các ngành công nghiệp, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng.
Thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2030, Sở Công Thương Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tòa nhà công sở, bệnh viện, trường học, giao thông vận tải, nghiên cứu khoa học công nghệ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương về sử dụng điện tiết kiệm, các đơn vị cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nhiều hơn đến tiết kiệm điện năng, đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật sử dụng thiết bị công nghệ có hiệu suất năng lượng cao, thiết kế xây dựng nhà xưởng tối đa hiệu quả, chiếu sáng, thông gió, làm mát, bảo dưỡng thay thế thiết bị công nghệ lạc hậu, v.v. Đến nay, một số doanh nghiệp thuộc các ngành nghề tiêu tốn năng lượng như thép, sản xuất, chế tạo tại Đắk Lắk đã chủ động hướng đi đầu tư tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện các giải pháp như sử dụng nhiệt dư, khí dư, nguồn nguyên liệu dư trong quá trình sản xuất để tái sử dụng trong sản xuất thay thế điện năng là một giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả, giảm giá thành sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh kinh tế hội nhập ngày càng phát triển, ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đang đứng trước những thử thách và trở ngại bởi thị trường quốc tế ngày càng khắt khe với các sản phẩm nhập khẩu, bởi sản phẩm hàng hóa xuất khẩu cần đảm bảo yêu cầu quy định. Trong đó có việc xác định mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. Hiện nay Đắk Lắk là tỉnh có diện tích cây ăn quả đứng thứ tư cả nước với 51.938 ha, với nhiều chủng loại như sầu riêng, bơ, cam, quýt, bưởi, mít, nhãn, vải, chuối, chanh leo. Trong đó, sầu riêng hơn 22.450 ha và bơ hơn 7.200 ha. Đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt 75 mã số vùng trồng, trong đó sầu riêng 49 mã với diện tích 2.449 ha, vải 9 mã 110 ha, chuối 8 mã 640 ha. Phía thị trường nhập khẩu cũng đã phê duyệt mã số cho 26 cơ sở đóng gói tại Đắk Lắk, bao gồm 17 cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu, 5 cơ sở đóng gói chuối, 3 cơ sở đóng gói các loại quả tươi và 1 cơ sở đóng gói mít. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, công tác cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn những khó khăn nhất định do diện tích sản xuất nhỏ lẻ, không tập trung, chủ yếu là trồng sen gây khó khăn trong việc thiết lập xây dựng vùng trồng. Ngoài ra, việc thực hiện liên kết giữa đại diện vùng trồng hoặc các đơn vị xuất khẩu với người dân chưa chặt chẽ. Để thúc đẩy phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng khuyến cáo cần tập trung xây dựng vùng nguyên liệu lớn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân trong chuỗi giá trị cây ăn quả chủ lực trồng tập trung, từ sản xuất đến thu mua, bảo quản chế biến xuất khẩu. Khuyến khích các hộ dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, canh tác theo tiêu chuẩn để tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, cũng như một số địa phương khác ở nước ta, những ngày vừa qua, bệnh nhân đau mắt đỏ Đắk Lắk không ngừng tăng cao. Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, toàn tỉnh đã phát hiện trên 10.000 bệnh nhân đau mắt đỏ, phần lớn là trẻ. Kể từ khi xảy ra dịch đau mắt đỏ, sĩ số học sinh ở một số lớp học bị giảm nhiều, phần lớn là ở các trường mầm non và tiểu học. Bởi trẻ ở lứa tuổi này chưa ý thức được vấn đề vệ sinh và biện pháp phòng bệnh, do đó tốc độ lây lan khá nhanh. Trước thực trạng này, các trường đã tăng cường vấn đề vệ sinh phòng lớp học, đồ dùng, đồ chơi nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh. Cái công tác vệ sinh trong nhà trường thì phải đặt lên hàng đầu. Thứ nhất là cái dụng cụ vệ sinh của trẻ thì phải là đảm bảo là cái dụng cụ vệ sinh của trẻ phải có ký hiệu và phải trẻ được dùng riêng cái dụng cụ vệ sinh đó. Thứ hai nữa là các cái vật dụng trong cái lớp học á, thì nhà trường phải có kế hoạch là tuyên truyền với các cô giáo là phải vệ sinh sát khuẩn các cái dụng cụ ở trong lớp học. Bệnh đau mắt đỏ xuất hiện rải rác từ cuối tháng 8 năm 2023 và tăng mạnh vào đầu tháng 9 với số người mắc lên đến hàng ngàn người. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện mắt Đắk Lắk khám và điều trị cho trên 100 bệnh nhân đau mắt đỏ. Những ngày cao điểm lên đến 300 bệnh nhân. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, sinh hoạt và lao động. Đây là cái thời điểm rất là thuận lợi cho cái dịch lây lan, là các cháu bắt đầu vào năm học á. Thì dịch lây lan rất nhanh, thì để thuốc thì về vấn đề phòng ngừa thì đầu tiên mình nói về vấn đề thuốc là chắc chắn là không có thuốc để phòng ngừa. Vì vậy cho nên là
Đối với một cái dịch mà do virus thì mình chỉ có cách là thứ nhất là tăng cường sức đề kháng. Mình ăn nhiều chất rau có vitamin C, uống nước chanh, nước cam, nói chung bổ sung vitamin C. Hằng ngày thì thường xuyên vệ sinh sát khuẩn tay, rửa tay bằng xà phòng hoặc là sát khuẩn bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường. Hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Mắt Đắk Lắk đã khám và điều trị cho khoảng 15.000 lượt bệnh nhân, thì có trên 3.000 lượt bệnh nhân mắc bệnh đau mắt đỏ, chủ yếu là học sinh. Đáng chú ý có nhiều trường hợp tự mua thuốc về điều trị đã khiến cho bệnh này càng trầm trọng, làm ảnh hưởng đến thị lực và phải mất nhiều thời gian điều trị. Đau mắt đỏ là bệnh cấp tính, dễ lây nhưng thường lành tính, song nếu đã mắc bệnh mà không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông trước cổng trường, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các trường học, nhất là các điểm trường nằm dọc hai bên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao. Đây là buổi tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông tại buổi lễ ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông ở trường Trung học cơ sở Trần Quang Diệu, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Với cách truyền đạt phù hợp của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã giúp các em học sinh nắm rõ hơn về các quy định về luật giao thông đường bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua buổi thầy nói hôm nay thì là em học hỏi được là khi mà tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm, các biển báo khi tham gia giao thông và không được chạy xe mô tô, gắn máy khi chưa đủ tuổi. Người tham gia giao thông thì phải làm những điều gì khi đang ngồi trên xe và phải chấp hành nội quy an toàn giao thông thật là đúng đắn. Cảnh tượng ùn tắc giao thông vào giờ tan học đã trở thành một hình ảnh quen thuộc ngày trước các cổng trường học tại khu vực có mật độ phương tiện và người tham gia giao thông cao, tiềm ẩn nguy cơ cho học sinh khi tham gia giao thông tại tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Mô hình cổng trường an toàn giao thông được xem là một trong những giải pháp giúp hình thành môi trường giao thông an toàn, thân thiện, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh. Ở nhà trường thì vừa qua thì cũng đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tỉnh là chuẩn bị cho cái chương trình lễ ra mắt về cái cổng trường an toàn giao thông và nhằm tuyên truyền cho các em học sinh chấp hành tốt cái an toàn giao thông ở trước cổng trường cũng như trên đường đi học về. Trong các giờ học thì lồng ghép vào ra cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo thì quý thầy cô giáo được phân công nhiệm vụ thì cũng đã tiến hành hướng dẫn các em thực hiện tốt cái an toàn giao thông thông qua các cái hình thức như là các cái hoạt động ở trước cờ cũng như là trong lớp qua các cái trao cờ v.v. Với mô hình này, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên hỗ trợ phối hợp với các trường trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, thành lập đội hình phản ứng nhanh, hướng dẫn giải tỏa ùn tắc tại cổng trường cho các thành viên trong mô hình. Phối hợp với trường lãnh đạo của công an xã và chủ tịch xã để triển khai cái kế hoạch cổng trường an toàn giao thông và triển khai đến các em học sinh, phụ huynh học sinh chở con em đi học một cách an toàn và tuyệt đối nhất. Đây là mô hình trọng điểm thuộc chương trình phối hợp số giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Trong thời gian tới, các đơn vị địa phương và các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông trên toàn tỉnh Đắk Lắk.